Bắc Hà Xô. Ok. Xin chào. Sủa đấy. Quác 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 như thật. Hay là con mẹ nó ở ra cho con ăn. Nó ở ra cho con nó ăn đấy. Đến tầm này là mẹ ở ra cho con ăn rồi. Trông như sao mai. Mấy con nhóc con nó đang đòi ăn. Trắng tinh luôn. Mẹ có vào với con không? Vào đi. Mẹ có vào với con thì vào đi. Hôm nay lông mẹ là cái tai của mẹ là hơi bẩn rồi, sang màu hơi khác rồi. Chờ một tí ra ăn. Bắc Hà Sủ con. Sao thằng này sao? Sao? Trèo lên. Mấy đứa biết trèo lên. Quyên vào trong lấy cái con đi. Vào đi. Mẹ đang trốn con rồi. Như những cục bông. Chờ tí rồi ăn. Tí xem mấy đứa ăn kiểu gì. Ngoạc mỏ ghê quá. Ngoạc mỏ, nó ngoạc cái mỏ nó ra. Chơi một tí đi, chờ một tí rồi ăn. Úi sổ. Nó định trèo ra, nó đu cột. Úi sổ ngã. Nào. Tí nữa, giờ mới đang ngâm hạt. Chưa được ăn. Đây là con cái này. Đó. Sờ. Đẹp không? Quá xinh luôn. Úi sợ hồi ngã rồi. Ơi một được một cái này. Bắc Hà Xù. Đây này em cái này. Đây này em đực này. Đẹp chưa? Lung linh chưa? Sờ. Đó. Quá cute luôn. Rồi. Con cái ông bỏ xuống rồi. Đực đó. Đây đực nữa này. Đây là một đực nữa này. Đây cái này. Ok. Xin chào hai đứa. Xong. Đang chờ ăn đấy. Ăn dặm rồi. Cho ăn dặm rồi. Cú tè phô mai que.